Chiều ngày 20 tháng 3, Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 và tổng kết trao giải cuộc thi Câu chuyện qua ảnh về chủ đề Hạnh phúc năm 2023. Đồng chí Lê Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Tân Lạc, bà Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đến dự. Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người. Tại buổi nói chuyện, chuyên gia tâm lý tiến sĩ Đinh Đoàn, người được thính giả và bạn đọc biết đến qua chương trình Cửa sổ tình yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam và chị Thanh Tâm của báo Phụ nữ hay chị Tâm Giao, báo Phụ nữ Thủ đô, chia sẻ về khái niệm hạnh phúc, quan điểm về hạnh phúc xưa và nay, đồng thời đi sâu phân tích các yếu tố của một gia đình hạnh phúc, đó là ấm no, độc lập, tự do, bình yên, bình đẳng, tư duy tích cực, chia sẻ yêu thương và được tạo mọi điều kiện để phát triển toàn diện. Với mỗi người có 5 tiêu chí để hạnh phúc, gồm có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần, có việc làm chân chính và yêu thích, có gia đình, có nhà để ở và chủ động về kinh tế. Chuyên gia cũng chia sẻ những kỹ năng để rèn luyện tư duy tích cực, kỹ năng ứng xử, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, phòng chống bạo lực gia đình và giới thiệu các văn bản mới về công tác gia đình. Tại hội nghị, Ban tổ chức cuộc thi Câu chuyện qua ảnh với chủ đề Hạnh phúc huyện Tân Lạc năm 2023 đã tổng kết và trao giải cho các tác phẩm đạt giải. Theo đó, cuộc thi được phát động từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, với tổng số 73 tác phẩm tham gia dự thi. Ban tổ chức đã thẩm định lựa chọn 35 tác phẩm xuất sắc để đăng tải trên trang fanpage của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Cuộc thi là một hình thức tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Thông qua cuộc thi, nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Các tác phẩm dự thi có nhiều câu chuyện hay, sâu sắc, hình ảnh đẹp và ý nghĩa, thu hút được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và tương tác của mọi người dùng mạng xã hội. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho tác phẩm Con an toàn, bố mẹ yên tâm của tác giả Bùi Thị Nhâm, xã Quyết Chiến, trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 1 giải cộng đồng mạng bình chọn cho tác phẩm dự thi.